Tớ không biết tại sao cả đến cái khu vắng tanh vắng ngắt như thế này một mình ở ban đêm nữa. Chắc là để tìm mua pin đồng hồ. Chào chó hỉ. Cháu à, cháu có muốn ăn kẹo miễn phí không? Dạ có ạ. Đây, ta có Oreo, ta có Sugut, ta có kẹo trái cây, ta có sô-cô-la đá, ta có cả kẹo dừa. What the kẹo dừa, bà dụ trẻ con từ năm 2000 rồi. Chỉ cần cháu vào nhà của bà, cháu không cần phải lễ phép đâu. Đừng nói bố mẹ cháu. Bà nghĩ cháu là Bạch Tuyết hay sao mà dễ tin người đấy? Thì bà đoán đúng rồi đấy. Công chúa tới đây. Cận cực kỳ thích xem phim kinh dị. Mặc dù cần biết là 90% phim kinh dị đều là rác. Thì nguồn cơn nó bắt đầu từ 15 năm trước. Chị họ của Cận mải đi ăn kẹo cùng với bạn trai và để một đứa trẻ 10 tuổi có tính tò mò của một đứa trẻ 10 tuổi ở dưới nhà với một cái đĩa CD của phim. Mùi. Và 15 năm sau đó, Cận đã trở thành thằng nghiện phim, còn chị họ của Cận trở thành bà mẹ của hai đứa trẻ. VTV rất cần cái kẹo này. Và Cận thấy rằng là người Việt Nam chúng mình ấy cũng cực kỳ thích xem phim kinh dị. Đấy nhá. Bây giờ Mina chỉ cần mở điện thoại ra và Google lịch chiếu phim, thì dù bạn có xem video này vào 7 giờ sáng, 11 giờ trưa hay là 9 giờ tối, vào mùa xuân, mùa thu, mùa hạ, mùa đông, thì đảm bảo 100% bạn sẽ tìm ra được một suất chiếu dành cho phim kinh dị. Và 15 suất chiếu dành cho phim Trấn Thành. Không, đừng có cười, cái này phải sợ mới đúng. Thế nên Cận chắc chắn là Mina cũng đã thuộc lòng tất cả những cái motif của một bộ phim kinh dị rẻ tiền rồi đúng không? Về cơ bản thì nhân vật chính của chúng ta bị mắc một căn bệnh nani, đó chính là bệnh ngu lục. Ngu lục giai đoạn 1. Khi nhân vật nhận ra rằng mình ở trong một thị trấn bị nguyền rủa, hay là một cái làng bị nguyền rủa, hay là một căn nhà bị nguyền rủa, thì sao không cút con mẹ đi? Nó cho mày ăn cái gì? Để mà đầu óc mày mụ mị đấy như thế hả? Để tìm kiếm chân tướng sự thật đi. Còn mẹ đó, chân tướng thì chưa tìm thấy mà đã phải lên bàn thờ ăn chân gà rồi. Ngu lục giai đoạn 2. Các nhân vật trong phim với chỉ số IQ bằng với nhiệt độ cơ thể của họ luôn luôn làm những cái việc nguy hiểm vãi cả mà không đem lại một tí lợi ích nào đến cho họ cả. Ví dụ như mai mà có búp bê nhìn gớm vãi cả về nhà, nói chuyện một thằng hề nhìn gớm vãi cả ở dưới ống cống, hay là làm trong một khu rừng nhìn trông gớm vãi cả. Ngu lục giai đoạn 3. Các nhân vật rất là tệ trong việc trốn thoát, kiểu chạy thì chạy con mẹ, quay lại nhìn làm cho nó vấp ngã. Ngày xưa mày không trêu chó à? Xong kiểu có những kiểu nhân vật mà cái cửa ra ngay đấy rồi mà chỉ cần đi qua và mày chạy ra ngoài đường, thế là xong. Mày chạy ra ngoài đường mày hô hoán mày cứ, nhưng nó không, nó chạy con mẹ lên phòng xong rồi bật mốt trốn tìm của Đen Vâu, và sau đó bắt đầu trốn vào những cái chỗ dễ tìm vãi luôn ấy, như là hộc tủ quần áo hay là gầm giường các thứ. Và rồi tự dưng có một cái sức mạnh siêu nhiên nào đấy, hay còn gọi là sức mạnh của thằng viết kịch bản, che mắt cái thằng sát nhân khiến cho nó không thể tìm được cái nhân vật đấy ở đâu cả. Và rồi khi mọi thứ dường như đã an toàn, thì... Đâu á? Mày em ơi, alo! Alo! Gọi gọi! Em ơi, đưa địa chỉ ra đây! Ngủ giai đoạn cuối. Đó là khi các nhân vật đang đi theo một nhóm, và điều logic nhất họ có thể làm để sinh tồn đó chính là tách nhóm. Ah yes, mày xem siêu nhân Gao chưa? Yeah, họ là siêu nhân đấy. Thế mà họ vẫn còn dính lấy nhau để đánh hội đồng con quái vật. Trong khi đó mày còn không phải là siêu nhân, mày chỉ là bình thường nhân thôi. Mày nghĩ mày có thể solo với con này á? Khi mà xem những cái bộ phim kinh dị kiểu đấy chỉ khiến Cận muốn chui trong đấy và vả cho những nhân vật đấy một trận cho khi nào họ tỉnh thì thôi. Thế nên video ngày hôm nay Cận sẽ chui vào trong những bộ phim kinh dị kinh điển và test thử trình độ sinh tồn của mình, Bear Grylls style. Và đương nhiên rồi baby, Cận sẽ mang lại bảng xếp hạng, bởi vì nó kiếm cho Cận rất là nhiều view. Ta có S là cho I will survive,
I will survive. Và C là cho cụ đi chân lạnh toát. Yeah, thế thôi. Thêm nữa là cận sẽ spoil tất cả những cái bộ phim này ở một cái mức độ đấy. Thế nên Mina nào mà không muốn bị spoil thì hãy break dance và thoát khỏi video ngay bây giờ. Yeah, break dance đi. Cận đang xem đây. Không muốn break dance thì phải xem hết video nhé. Abelibe. Điều đáng sợ nhất của con búp bê này là nó có mặt ở trong tận 6 phần phim của vũ trụ The Conjuring luôn ý. Vãi cả. Đó là vào năm 2014, khi mà mạng xã hội của Việt Nam nó chỉ kiểu cười vừa lừ. Thì bỗng dưng Annabelle xuất hiện và trở thành một bản hit siêu hot ở trong Việt Nam lẫn nước ngoài. Mặc dù phim xem như đặc cầu và có vẻ như con quỷ Mathis cũng biết độ nổi tiếng xinh xịch của con búp bê này, nên cứ bám dính lấy con đấy trong suốt từ năm 1943 đến tận bây giờ. Chắc là ở dưới địa ngục mấy con quỷ khác nó cười thằng Mathis vãi luôn ý. Yeah, nếu mà cận sáng tác ra một bài One Hit Wonder như kiểu Thu Cuối hay là Tin Vọng Cổ, chắc cận cũng nghỉ hưu sớm xong rồi vắt sữa bài đây mỗi ngày. Theo như trong phim thì sức mạnh của thằng Mathis, hay gọi yêu nó là Annabelle, bao gồm có biến hình, teleport và ngoại cảm. Nhưng mà cái sức mạnh ngoại cảm của nó không bá như là Tatsumaki trong One Punch Man hay là Shigeo trong Mob 100 đâu. Nó chỉ kiểu vậy. Về cơ bản thì nó có sức mạnh của một con mèo. Còn về điểm yếu của nó thì vô vàn. Ví dụ như là nó vẫn còn chịu sát thương vật lý. Thế nên là bạn chỉ cần lấy cái roi của mẹ bạn rồi tẩm nước thánh vào thì bạn có thể quật nó như con. Và cái con Annabelle này chỉ mạnh khi mà bạn có niềm tin yếu thôi. Mày chọn nhầm người rồi con ạ. Tao cúng mồng một và rằm thường xuyên nhé. Mày đừng đùa với tao. Tao có sức mạnh của thổ địa và các cụ bên cạnh tao rồi. Sống được. Exit. It. Là một sinh vật siêu nhiên có trước cả vụ nổ Big Bang, đương nhiên nó có sức mạnh để làm đủ thứ, nhưng nó lại chọn ăn thịt trẻ con. Và cứ 27 năm nó lại ngoi lên và lùa gà trẻ con ở thị trấn có dân số ít nhất nước Mỹ, tương đương với việc thằng Hề nó sẽ săn trẻ con ở chỗ Lai Châu Việt Nam vậy. Con này có sức mạnh khá là kinh khủng đấy, bao gồm có thể biến hóa thành rất nhiều hình dạng, có thể phóng to thu nhỏ, có thể teleport, có thể thao túng tâm lý, có thể tẩy não người. Và mọi người có thể thừa biết là cận có mấy sức mạnh đấy rồi. Thì cận đi hồi xưa xem Bảy Viên Ngọc Rồng hét mãi tóc mình được chuyển sang màu vàng như anh Hoàng cắt tóc hàng xóm gì kìa. Lừa quá. Nhưng con này nó bị region lock, vậy nên nếu bạn có VPN con mẹ, mình đâu có được nhận quảng cáo VPN. Cận chỉ cần làm một điều cực kỳ đơn giản, đó chính là ok, vậy cơ chế của con ít này là nó phải làm cho mình sợ thì nó mới có thể ăn được mình. Nhưng đối với cận, một cậu bé 25 tuổi thì chả có gì có thể khiến cho cận sợ nữa cả. Trừ hóa đơn, tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm xã hội, phiếu khám sức khỏe, bạn gái đổi màu tin nhắn, bố mẹ thất vọng, kênh YouTube bị hack, thì thằng Hề đấy không làm gì được mình hết. Ủa gì đây? Giấy khám tâm thần, bạn bị rối loạn lo âu trầm cảm. Và bỗng nhiên mọi thứ bắt đầu trở nên đáng sợ. Thì bây giờ phải làm sao? Tìm người nào không dính bản quyền đã. Hoặc là cận sẽ dụ thằng Pennywise vào một cái trường trung học cơ sở công lập chẳng hạn. Tin cận đi, học sinh cấp 2 à, chả sợ ai đâu. Và một điểm yếu cực kỳ quan trọng của thằng Pennywise, đó chính là ở trong It phần 2,
Khi mà bạn cầm một đồ vật bất kỳ lên và bạn tin chắc chắn rằng đồ vật đấy có thể gây đăng xuất được thằng Pennywise, thì 100% nó sẽ đăng xuất được thằng Pennywise, thế thôi. Vậy nên... chị, bán cho em... vũ khí của mẹ. Ok. Ed sống được EZ, Halloween và Michael Myers. Một series phim khá là ngu nhưng mà Cận khá là thích nó bởi vì thể loại slasher khá là giải trí. Sau khi kể đi kể lại hết cả 4 phần phim trong dòng thời gian canon, Cận cuối cùng cũng tìm ra được điểm yếu của bản thân mình. Yeah, nó khỏe vãi. Trong phần Halloween đầu tiên ý, thằng Michael nó có ăn thịt chó sống. Ngoài khả năng nhiễm Salmonella với cả E. coli khiến rối loạn tiêu hóa tiêu chảy, thằng Michael còn có khả năng cao bị nhiễm ký sinh trùng nữa. Mấy con đấy mà bò lên tim với cả não thì... mà cái thằng Michael này sống cả chục năm mà chả đi khám mà cũng chả thấy hê hấn gì cả. Cận với cả thằng bạn thân là Cận hay dốc là chính vì thằng Michael nó buồn ỉa nên là nó mới phải đi bộ như vậy, bởi vì là phải căng cơ đít, không thì nó sợ nó xóm ra quần. Thằng bé bị một phát vào bên cổ trái. Thì cái đầu tiên chắc chắn bị tổn thương đó chính là tĩnh mạch cảnh trong trái rồi. Thì cái tĩnh mạch cảnh trong là một trong những mạch máu lớn nhất trong cơ thể con người, mà nó lại nằm ở trong vị trí rất là nông ở trong vùng giải phẫu đầu mặt cổ nhé. Thế nên dù chỉ là cái kim đan len thôi ấy, thì chọc một phát như thế vào cổ chắc chắn là tèo. Rồi sau đó thằng bé bị piu piu vào ngực tận 6 phát liền. Xẹp cả hai phổi không? Có, nhưng đấy là người bình thường. Còn đây là Michael nên nó đúng bị làm sao cả. Ở trong Halloween phần 2, thằng bé bị nhốt vào trong căn nhà bị đốt cháy. Chưa kể đến việc thằng bé sẽ bị bỏng độ 28% cơ thể và mất dịch rất là nhiều. Thì đáng nhẽ ra thằng bé phải chết ngay trước đó bởi vì thiếu oxy não rồi. Và có vẻ như Michael của chúng ta không cần oxy để sống. Và ở phần 3, Halloween Kills, thằng bé bị cả thị trấn đánh hội đồng. Chắc chắn là phải chịu đa chấn thương rồi. Và rồi cuối cùng, thằng bé bị Karen chọc một nhát vào gáy. Khả năng cao là đốt sống cổ 6, đốt sống cổ 7. Và với cái vết đâm sâu đến như thế, không bị đứt tủy sống thì đúng là điều kỳ diệu. Nhẹ nhất là liệt từ trên cổ liệt xuống, còn không thì là tèo. Nhưng đây là Michael cơ mà. Hooray, yeah, anh ấy vẫn còn sống. Mẹ gì. Vậy Cận có thể solo được với Michael không? Có. Có con. Quả này lại phải chơi quân bài ở trong phim ít rồi. Đó chính là dùng VPN. Đó chính là cút con mẹ khỏi bang Illinois. Mà chả cần đi lâu, bạn chỉ cần đi du lịch vào đúng ngày Halloween là được rồi. Bởi vì thằng Michael Myers chỉ thích đi đăng xuất con người vào đúng cái đêm Halloween của đúng cái thị trấn Haddonfield của đúng cái bang Illinois đấy thôi. Ê, Cận cho phim này 50-50 bởi vì là biết đâu có một ngày nào đấy Cận quên thay pin cái lịch và Cận không nhớ ngày hôm đấy là ngày Halloween và không ra khỏi thị trấn. Và thế là... bộ này thì là kinh điển rồi. Với concept cực kỳ nổi tiếng, đó chính là có một cuộn băng bị nguyền rủa mà ai không may mắn xem phải cuộn băng đấy thì trong vòng 7 ngày, bạn mà không phát tán cuộn băng ấy cho người khác xem thì Sadako sẽ chui ra từ TV và hủy quyền đăng ký truyền hình cáp của bạn khỏi server trái đất. Vậy làm sao thể sống sót được phim kinh dị này? Đơn giản thôi, chỉ cần xem cuộn băng là được, mình đâu có tò mò. Thế giờ sao? Cận có thể solo được với Sadako không? Không! Có rất là nhiều người khinh thường khả năng của con Sadako ấy. Kiểu, khi mà nó chui ra TV thì đấm chết cứ mẹ nó đi luôn. Nhưng mà chắc chắn rằng là mình sẽ không đụng đới nổi một sợi tóc của con Sadako luôn, bởi vì khả năng ngoại cảm của nó ngang với cả Shigeo trong mod 100. Đã thế nó còn có bao nhiêu siêu năng lực khác nữa chứ? Nào thì là dịch chuyển tức thời, điều khiển được đồ điện tử, điều khiển được sâu bọ, điều khiển được cả tóc của mình. Còn biết bánh trứng lãnh địa nữa chứ? Gojo tuổi... Và cái khả năng bá vãi cả nhất của Sadako đó chính là... kẻ ăn hồn. Cần phải ghi âm đoạn này tận 5 lần liền mọi người biết lý do tại sao rồi đấy. Về cơ bản có một cái làng siêu nghèo ở sâu tít bên trong vách núi, sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Những con người trong làng đều là hậu duệ của một băng cướp khét tiếng. Và như các cụ nói rồi đấy,
đời cha ăn mặn thì đời con đái khai. Thế nên ngôi làng này bị nghiệp quật rất là nhiều. Và phải nói thẳng là nếu Cận mà chui vào trong cái phim này thì Cận ngỏm 100%. Đã béo thì chớ, đồ ăn nó còn khan hiếm. Ăn lung ta lung tung, dính tiêu chảy phát là teo luôn. Mà chả cần thiết là ở thời nhà Nguyễn nhé. Việt Nam những năm 1930-1940 mà dính tiêu chảy thì vẫn đang xuất một cách dễ dàng. Và sau 3 ngày ỉa chảy liên tục ở đầu bờ suối thì cuối cùng Cận cũng ngỏm. Sau đó linh hồn của Cận sẽ được nhảy lên trên cái thuyền của người lái đò gì đấy trong phim ấy. Và vì với cái thân hình 1m91 nặng 100 cân của Cận là điều mà kỹ sư làm con đò chở hồn này chưa nghĩ đến. Bởi vì ở cái thời kỳ đó ai cũng 8m5 hay 40 cân thôi mà. Xê cho cứu con quạc gì nữa. Ok, vậy là xong. Mina nào mà thấy Cận sai ở đâu thì có thể thoải mái comment sửa gái Cận nha. Cận rất là yêu quý những người mà có tầm am hiểu về điện ảnh và pop culture các thứ. Và một lần nữa, cảm ơn Mina Sàn rất là nhiều vì 300k sub. What the fuck. Thật là vãi khi mà đạt được con số ấy luôn ý. Bởi vì mới nghĩ lại ngày này năm ngoái Cận đang ngồi cặm cụi vẽ video đầu tiên và trong một tháng thì nó cũng được khoảng tầm hơn 1000 view thôi. Damn. Cận có được ngày hôm nay đều là công sức của tất cả mọi người luôn ý. Và đương nhiên trong đó có những patron của mình. Mong là họ cũng thích xem phim kinh dị. Họ ủng hộ mình rất là nhiều luôn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cận yêu quý và biết ơn mọi người rất là nhiều luôn ý. Mà nếu mọi người vẫn ở lại đoạn này của video có nghĩa là chắc mọi người cũng quen với cái việc xến xúa của Cận trong cuối video. Bởi vì thực sự là một khi mà video đăng lên rồi thì tất cả những cái thứ gì mà Cận có thể nói hay là muốn nói đều không thể nào mà thêm thắt được vào thêm trong đấy nữa. Thế nên là Cận luôn luôn muốn nói rằng là Cận yêu quý mọi người rất là nhiều và mong mọi người sẽ có một cái Tết vui vẻ và hãy giữ gìn sức khỏe và an toàn. Cận cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye.